cho anh em nhé. Anh em mình gặp chiếc H150 này đang nổi anti mà tình trạng bị sôi nước nha anh em, bị trào nước nha anh em. Trào nước này là do nhiệt độ dưới 80 độ mà cái van hàng nhiệt lớp B của mình á nó luôn mở, cho nên đây trào nước. Và nước mát bị hao nha anh em. Bình nước mát ở dưới phía này của H là dưới gầm này nè là hết luôn rồi nha anh em, sạc luôn nè. Xe này mình bảo dưỡng với sửa đồng hồ cho khách, rồi giờ kiểm tra cái bình nước như vậy thì báo khách thay lớp B cho anh em. Thay lớp B thì anh em thay nhanh rồi không quan trọng, lúc báo thì mình nói là cái này nó sẽ hao nước và làm cho xe nóng máy, lì máy với lại nhanh hư máy, thì khách sẽ chịu làm nha anh em. Chào anh em nha, chúc anh em một ngày ngập kèo ngon nha.